mọi người ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để chung vui với hai vợ chồng em. Ngày hôm nay em không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn chồng em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Và tiến lên sân khấu chính là nhân vật mà chúng ta rất là yêu quý trong thành phố, đó không là một tràng tay dành cho anh Giang Minh. Được nghe lời vợ tôi nói nhé. Thật ra người phải nói lời cảm ơn chính là anh đấy phải. Nếu như không có thân niên thì chắc chắn sẽ không có nên mình ngày hôm nay. Cảm ơn em đã đến với anh và cảm ơn em đã đi được. Và để tạo thêm phần bất ngờ cho buổi tiệc kỷ niệm 3 năm ngày cưới chúng mình thì anh có phần vợ rất là bất ngờ đặc biệt muốn dành đến em. Cảm ơn anh. Chứ là gì hả? Là sao anh không được? Anh có về đến đây hỏi đấy những người bạn mà em yêu thương nhất mà 3 năm rồi chưa gặp đúng không? Thế anh nhờ tuần leo giới thiệu tất cả những người bạn đặc biệt nhất của Khánh Minh dùm em nhé. Dạ, Khánh Minh. Quý vị thân mến, ngày hôm nay anh Khánh Minh đã dành tặng cho người vợ yêu quý của mình một món quà đặc biệt với sự có mặt của những người bạn rất là thân thiết mà 3 năm rồi không gặp. Đó chính là Hội Ế. Và người đầu tiên đó là một cô luật sư rất là giỏi của quý vị. Chắc là ở đây cánh báo chí nào đã từng biết về nhân vật này thì sẽ biết là cô ấy bắt phát banh chúc trong tất cả những cuộc ly hôn của mọi người. Đó chính là luật sư Linh Đan. Xin mời. Đây cái tự nhiên được kêu lên. Xin chào mọi người. Bất ngờ chưa? Mình là bạn thân của Kami. Mình là Linh Đan. Và hiện tại thì mình đang là luật sư. Như anh Tùng vừa nói đây, ngoài những cái vụ ly hôn đó thì mình còn có thể là xử những cái vụ khác nữa, những cái vụ hình sự nè, dân sự nè, rồi có những cái vụ rất là đơn giản thì mình kiện đâu là ở tù đó thôi. Ví dụ như anh Tùng Leo đi ha, những cái vụ giống như là người yêu cũ mà hay nhắn tin hỏi anh bỏ làm MC chưa đó, mà anh không muốn trả lời thì em có thể kiện cho người yêu cũ của anh ở tù ngoài đảo, không có wifi, không có tin làm việc anh nữa. Quá dữ dội có phải kiện cho ra ngoài đảo luôn. Dạ, ngoài cô bạn này ra thì đương nhiên vẫn còn những nhân vật tiếp theo. Người tiếp theo đó chính là một chàng trai được xem là chàng trai duy nhất trong Hội Ế. Và ngày xưa ảnh là một PT, còn bây giờ ảnh đã là chủ của một phòng tập gym rất là lừng lẫy ở thành phố. Xin mời anh Ken. Chào mọi người, mình là bạn thân cũng như là anh trai của Kami. Thật sự ngày hôm nay anh rất là bất ngờ khi mà Đăng Minh gửi lời mời đến anh với Hội Ế. Anh cũng rất là vui khi biết được là trong suốt 3 năm qua cảm thấy của anh luôn được hạnh phúc. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh Ken. Và Hội Ế của mình mới có 3 người thôi, bây giờ sẽ là người đặc biệt nhất thưa quý vị. Lý do tại sao đặc biệt là bởi vì trong Hội Ế của chúng ta có một người thật sự là được gọi là nổi tiếng vô cùng, một trong những người nổi tiếng nhất ở thành phố ở vai trò một nhà thiết kế. Tôi biết là anh Minh đã rất là khó khăn để mời nhân vật này bởi vì cô rất là bận rộn với nhiều lịch khác nhau. Nhưng ngày hôm nay, điều đặc biệt ấy đã được diễn ra trong kỷ niệm ngày cưới của Kami. Đó chính là sự xuất hiện của nhà thiết kế Quỳnh Lam. Hi, mình tên là Quỳnh Lam, là nhà thiết kế. Và đương nhiên là nhà thiết kế thì sao lại yêu cái đẹp. Bất cứ cái ai đẹp, Quỳnh Lam sẽ yêu. Bất cứ cái gì đẹp, Quỳnh Lam sẽ yêu. Và đương nhiên là trai đẹp. Nếu như có cơ hội thì Quỳnh Lam sẽ yêu mỗi ngày, mỗi giờ. Yeah, đùa thôi. Dạ, chúng ta dành cho một câu đùa vui là rất là vui. Cho một chàng có bài ạ. Dạ, và bây giờ thì đùa xong rồi, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính. Ngay tại đây, ngay lúc này thì đang có một cái cảm giác rất là lạ. Nghiêm túc là đang cảm thấy bị phản bội. Và không phải chỉ một Quỳnh Lam không thôi đâu. Tất cả thành viên của Hội Ế đều cảm thấy bị phản bội vì đã có rất là nhiều người thề thốt là ế bền, ế vững, ế mãi bên nhau nhiều mà đã có một người đi theo chồng nuôi. Nên là tất cả các thành viên của Hội Ế đều cảm thấy bị phản bội đúng không? Hết hồn thiệt chứ. Và bây giờ thì ngày hôm nay Đăng Minh đã tặng cho Quỳnh Lam một buổi tiệc rất là ngọt ngào, rất là ngon lành.
thì hội ế cũng sẽ có một hình phạt dành cho Rabbi. À, tôi nghĩ là hình phạt này chắc cũng xứng đáng được một tràng thôi. Không phải là Dạ. Sao không có vậy? Nghe cái hình phạt là thấy nó bị đông. Bị đông đúng không? Và nhân danh là thành viên có gọi là có nghị lực nhất bây giờ hội ế. Nên là cả hội ế sẽ có một hình phạt đó là Rabbi. Sẽ sống trọn đời hạnh phúc bên chàng trai đẹp trai này. Wow! Chúc mừng được không ạ? Để cho hình phạt này bắt đầu có hiệu nghiệm từ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nâng ly phải không ạ? Một tràng pháo tay nữa dành cho hạnh phúc nâng của mọi người ơi! Cheers! Okay. Cheers. Hôm nay chúng tôi xin được phép mời tất cả các anh chị, nhà báo, ký giả và những kiếm ảnh gia chúng ta quay về chỗ của mình để ổn định chỗ của mình. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng là Bảo Anh phải là một cái cô như thế này thì mọi người mới thích. Bảo Anh không có nói cái điều đó là không đúng, bởi vì Bảo Anh đã tạo ra một cái hình ảnh mà khiến cho mọi người yêu thích. Nhưng mà Bảo Anh tin rằng một người nghệ sĩ thật sự thì họ sẽ biết cách làm cho khán giả yêu họ khi họ là chính mình. Và Bảo Anh tin là những người mà thật sự yêu Bảo Anh, họ sẽ chấp nhận tất cả những cái gì nó thuộc về Bảo Anh. Còn về âm nhạc thì Bảo Anh nghĩ là Bảo Anh sẽ cố gắng luôn luôn không để cho mình lặp lại những cái hình ảnh của mình, mà Bảo Anh luôn luôn muốn là tìm tòi cũng như là học hỏi thêm để mà mình có được những cái chủ đề mới, những cái dự án mới mà thật sự thú vị. Và đây là cũng là cái lúc mà Bảo Anh thật sự rất khó khăn với bản thân, nên đôi khi mọi người sẽ phải đợi hơi lâu một tí xíu, nhưng mà Bảo Anh tin rằng cái mà Bảo Anh đưa ra sẽ làm cho mọi người thật sự thấy thú vị và bất ngờ. Em hỏi một cuối thôi, đó là trong cái khoảng thời gian gần đây thì em nhận thấy là chị Bảo Anh có thay đổi về hình ảnh này, cá tính hơn, gai góc hơn so với những cái hình ảnh mà mình được khán giả yêu thích. Giống như chị nói thì không biết là cái cuộc sống về cái suy tư rồi tình cảm cá nhân có ảnh hưởng đến cái chuyện mà chị quyết định ra mắt những cái sản phẩm, những cái hình tượng không? Đó là cái chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình hay không? Bảo Anh nghĩ là không một ai có thể thoát được cái vấn đề rằng là cuộc sống của mình nó sẽ ảnh hưởng tới những cái suy nghĩ của mình. Bảo Anh nghĩ là không ai thoát được cái bài toán đó đâu. Nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều hay ít và nó ảnh hưởng như thế nào? Và Bảo Anh nghĩ rằng là những cái vui buồn ở trong cuộc sống nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà mình thể hiện bản thân mình. Giống như là khi mà đã trải qua những cái điều gì đau khổ thì người ta cũng sẽ muốn tự vực mình dậy bằng một cái cách nào đó. Thì có thể là những cái vấn đề ở trong cuộc sống của mình á làm cho Bảo Anh muốn thay đổi mình chút xíu. Và thật ra có nhiều cách thay đổi. Có thể là thay đổi về quần áo mình mặc ban ngày, giống như những người phụ nữ như bạn đi, đúng không? Khi mà đôi khi bạn cảm thấy bức bối với cuộc sống này quá, bạn cắt tóc, nhiều khi nó cũng là một cái làm cho mình cảm thấy là
thở phào nhẹ nhõm rồi, ok, tôi đã dám làm một cái điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ tôi dám làm. Nhưng mà bọn nghĩ là một cái mái tóc nó thay đổi nó không phải là thay đổi hết hoàn toàn chặng đường hay là sự nghiệp của mình. Bọn nghĩ đó chỉ là một cái hình ảnh mà bọn hy vọng là mọi người sẽ yêu nó. Giống như hôm nay mọi người nhìn thấy đây là một hình ảnh của cô Kami trong cái dự án sắp tới. Còn Bảo Anh ở trong âm nhạc sẽ như thế nào thì thật sự nó cũng sẽ, mọi người, bọn cũng muốn mọi người có một cái dấu hỏi rằng sắp tới bọn sẽ như thế nào. Dạ, câu cuối cùng là liên quan đến cái nghị mà chị khuyến khích là chúng ta nên kết hôn trước thì Bảo Anh suy nghĩ như thế nào ạ? Bọn nghĩ như này nhé. Thật ra bọn nghĩ đó không phải là một cái điều sai. Tại vì khi mà mình kết hôn trước tuổi 30, mình sinh con trước tuổi 30 thì đó là cái giai đoạn mà nó tốt nhất. Nhưng mà không có nghĩa rằng là sau đó thì nó sẽ có vấn đề. Đấy, cho nên là bọn nghĩ là mọi người, cái quan trọng là mình hãy tự do ở trong cái suy nghĩ của mình, khi nào mình thực sự sẵn sàng, khi nào mình thực sự muốn. Và kết hôn và có con nó là cho mình chứ không cho bất kỳ một người nào khác cả. Nên là mình hãy nghĩ về mình, nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Nên là, và Bon cũng hy vọng là tất cả mọi người sẽ tìm được một cái người để ở bên cạnh chăm sóc mình. Đó là một cái điều mà ai cũng muốn, phụ nữ ai cũng cần. Cảm ơn rất nhiều. Ở trong bộ phim nếu mà nói về con đường nghệ thuật đó, thì trong năm nay thì trường cũng chắc là cũng có nhiều việc của phim điện ảnh. Trường nghĩ là trường sẽ cố gắng đóng khoảng 2 phim điện ảnh một năm. Sau bộ phim này trường có thể chọn một phim hoặc một phim nữa, tối đa là 3 phim. Tại vì mình đóng nhiều quá nó cũng không có, trường không có thời gian, với mình cũng không có tập trung vào nhân vật được. Rồi những cái mặt nghệ thuật khác thì trường không tham gia gì cả, ngoài phim chỉ đóng quảng cáo, đi event vậy thôi. Ngoài ra là cái thời gian khán giả cũng, nếu quan tâm trường thì cũng biết là trường kinh doanh, thì cái thời gian kinh doanh nó chiếm khoảng cái quỹ thời gian của trường khoảng 70%, thì trường chỉ có 30% để dành cho nghệ thuật. Thì một năm thì trường nghĩ là trường cố gắng sẽ tham gia 1-2 phim điện ảnh. Như vậy là vui lắm rồi. Hy vọng là những bộ phim mà trường tham gia khán giả sẽ ủng hộ, tại vì trường chắc chắn không tham gia nhiều đâu. Vâng. Thì cái dịch corona vừa qua thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống công việc. Trường không dùng cái từ ảnh hưởng. Cái góc nhìn của trường về dịch thì trường không dùng từ ảnh hưởng, mà trường được nhiều lắm. Sau dịch này thì trường thấy là mình cảm nhận cuộc sống nó có chiều sâu cuộc sống hơn. Trường cảm nhận cái tình người với nhau nó cũng nhiều hơn, và trường thấy là ý thức người dân Việt Nam nó là cao, và kể cả cách phòng chống dịch của đất nước, trường được thấy những cái điều đó mà trước nay trường chưa thấy. Thứ hai là trường có cơ hội để bên cạnh gia đình nhiều. Thật ra là bình thường trường đã là một trong những người ở bên cạnh gia đình nhiều lắm rồi đó. Một tháng vừa qua đá bóng một lần. Nhưng mà sau mùa dịch này thì được ở nhiều hơn. Thì khi mình ở nhiều hơn thì mình thấy được có nhiều cái của ba mẹ mình, anh chị, cháu mình cần cái gì. Tại vì khi bạn ở gần gũi nhiều á, bạn mới thấy được những cái điều đó. Còn bình thường bạn về quê 2-3 ngày, ba mẹ bạn đón tiếp bạn. Tại vì biết con mình nó cực khổ về thì đôi lúc đón tiếp cái kiểu như vậy. Nhưng mà đôi khi mình ở lâu giờ mình thấy là có những cái góc khuất mà mình cần phải hiểu mẹ mình hơn, ba mình hơn, và cả gia đình của mình, thì mình sẽ chăm sóc họ nhiều hơn. Cái đó là trường nghĩ được. Còn mất thì trường thật ra không mất gì cả. Kể cả trong doanh nghiệp của trường, hệ thống nhà hàng của trường chắc chắn là người ta nhìn vô sẽ mất đó, nhưng mà đối với trường là không mất. Tại vì trường nghĩ là thời gian này thời gian để cho mình cái doanh nghiệp của mình nó đủ cái sức đề kháng, để nó còn phải chống chọi nhiều cái bão tố sau này. Nó tại doanh nghiệp mà lúc nào cũng phải có chuyện này chuyện kia, sẽ biến động thị trường hoặc là có suy thoái kinh tế hay gì đó là chuyện bắt buộc của doanh nghiệp. Và trường nghĩ là nhờ những cái việc này thì mình biết được cái điểm yếu của công ty là gì để mình thay đổi, và điểm mạnh là gì. Thì trường hy vọng là sau mùa dịch thì nó sẽ ổn định lại trở lại. Và chắc chắn hiện tại là ổn định lắm rồi, tại vì cái S&P hiện tại là không có cái S&P nào mà ổn định bằng bị cai cả. Tại vì không phải mình tự tin, mà ai cũng biết một điều là bị cai giá hóa bình dân, đúng không? Ăn thì đủ no để về đi ngủ, sinh viên cũng vậy, ăn no ngon, có thể tụ tập bạn bè, đặc biệt là có máy lạnh này nọ rất là dễ. Còn những cái ngành khác thì trường nghĩ là chắc là khó là phục hồi, với một cái bình quân đầu người một phần ăn trên 200.000 rất là khó để phục hồi. Một phần trường thì bình quân một đầu người 40,000 rất là dễ, mà rất là phù hợp với sinh viên nữa. Thì khi sinh viên đi học lại thì trường nghĩ là cũng không ảnh hưởng như nhiều, chỉ là trong 3 tháng dịch
2 tháng dịch là mình ngưng kiếm tiền. Mà ngưng kiếm tiền thì lại được bên gia đình. Thì trường nghĩ là được chứ. Xin lỗi. Cái mất nhất của trường trong mùa dịch này, trường chia sẻ đó chính là cái dự định đó. Trường từng năm trước là cái tâm sự là mỗi một năm là trường phải cho ba mẹ trường đi du lịch. Nhưng mà năm nay là bị gãy rồi. Mà mỗi một năm đó, ba mẹ mình già đi á, sắp mấy 70 rồi thì mỗi một năm qua đi thì không biết năm sau ông bà còn đi nổi ở cái chuyến bay dài không. Thì cái mà trường cảm thấy mất nhất á là năm nay ba mẹ mình không đi được rồi.